Ôi em ơi, đây này, nhìn đây, nhìn đây, nhìn đây. Cái này có đồ xít không? Sao mà nhìn nó bây giờ nhìn nó khác ấy nhỉ? Ồ, nếu mình không nhầm ấy thì trong cái phiên bản này là cái con đầu xít nó được làm lại rồi, mà nó mình không nhớ là cái những cái skill mà nó có khả năng của nó có đặc có thay đổi không, nhưng mà bây giờ em để ý cái hình dạng của nó nhìn nó kinh khủng hơn không? Em bắt tao, bắt tao. Chạy đi em ơi, đúng rồi, chạy đi. Mày chạy. Bình thường, bình thường, bình thường. Ok. Rồi, và như đã hứa thì chúng ta sẽ được chơi. Ê, nhìn này. Thử cái chế quả súng Lego mini. Rất là cute. Ui, nó xấy gần thế. Ew. Ừ, phá xác ra. Đây nhỉ. Ui. Không được rồi, yếu lắm. Nó xấy như là 50 máu một lần hiện lên, tức là à đây có đầu xít đây này. Ơ nhưng mà nó vẫn vậy mà nhỉ. Sao bây giờ nhìn bên ngoài nó khác khác vậy ta. Nó không cái vấn đề của những cái dòng súng mà như kiểu xấy xấy như bắn lửa như này là nó luôn luôn không chặn được zom. Và cái sát thương của nó thực sự là không được mạnh lắm. À, không lường trước điều này rồi quên mất. Ui 2000 máu kìa. Ui nó mạnh hơn anh em ạ. Ngày xưa mình nhớ là bắn trúng hình như mất có 1000 máu, bây giờ chuyển sang 2000. thế là cũng nhiều anh em. Mạnh hơn rồi, mạnh hơn rồi. Đây, sẽ bắn thằng này, mình sẽ dịch dịch mình bắn nó shit thôi. Thế quả shit nó sẽ trúng hơn là đúng. Ui thế không? Quả shit thì to hơn rồi, đúng không? Đây. Khi mỗi lần anh em rút súng ra sẽ có cái như kiểu là pháo bông ấy. Nhưng mà tầm bắn nó gần lắm. À nó có phím V này. What the... Giết. Méo hiểu kiểu gì. Ok. Tầm đi à, tập trung. Mỗi lần bắn ấy thì nó sẽ bị kiểu nháy đỏ lên ấy anh em ạ. Nó giống kiểu là bị nhiều mấy con zombie nó yếu máu ấy. Nhưng mà méo phải, nó lừa vãi. Đây nhìn này. Đấy đánh lửa này, xong rồi anh em sẽ bắn. Từ từ, từ chạy đã. Chết luôn à. Ôi, thấy đạn đây này. Em nhìn thấy đạn này. Gì á? Ôi, cú tè mẹ lèo. Đúng thấy nhá. Nhưng mà nó yếu quá mà. Còn yếu sinh lý mà. Thôi anh ơi thay em. Ui giời ơi. Đã khó chơi mà đuổi do non vây nữa. À của flash em gì đây. Mù mắt. Nó có nhìn thấy mình là mình thề. Thật kia bị choáng rồi. Mình thích kiếm kết cái quả thay đạn nó á. Sẽ đi ra đây. Ok. Tầm bắn quá gần. Mỗi lần, nhưng mà mỗi lần bắn ấy nó phải là nó như kiểu là đánh lửa ấy, nhìn đấy, nhìn cái đầu của chúng này. Đó, nó phải đánh lửa một lúc xong nó mới bắn ra được. Thủ tục rườm rà vãi. Nhưng mà mình quả này hay này. À đây quỷ đỏ đúng không? Quỷ đỏ đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Còn bây giờ mình nhớ ra tên của con Lego quỷ đỏ. Tôi ba khó đi à. Ui có chút quyền đấu bả này. Ôi ô bây giờ cái kêu móc mới này. Không chết trời ơi, nó nhảy bắt lực vãi. Ok, thôi, hơi quá khích tí. Em đừng quên like và cho mình cảm nhận nha. Cái xe vũ khí của nó hay vãi. Còn like đi. Đấy, anh kia, mình đâu có phải trách nhiều đâu. Đây, nhìn đây. Mỗi khi anh xong clip anh em phải làm gì? Gặp mình nhá.
được. Để xem. Cái đạn của nó cũng dị cơ. Cái đạn nó cắm cái gì vào ấy. Cắm thanh Lego vào. Thằng này chết rồi, thằng này chết rồi. Ôi dồi. À, có thằng chết trong này. Ủa, nó xế nhanh hết đạn quá anh ạ. Đây. Chơi nó, xế một tí đó. Ui, what the fuck? Sao nó đâu ra vậy? Mình thấy nó đi vào đây mà. Nào, vào đây. Mày chơi tao. À, dành con. Đây. Ui tầm gần quá. Hết đạn rồi. Nó hồi ép đấy. Nó hồi ép anh ạ, phải giết nó ngay. Cô tí nó chơi mình đấy. Quả này đúng khắm luôn. Cái này thẩm du cũng không được mà săn cũng méo xong nữa. Chắc là nếu mà may anh em cầm theo cái khẩu MP5 Greenrunner ấy thì bật lên mà chạy thôi thì còn được. Chứ cần thế này mình chịu. Xông lên. Ui dồi. Mày xông thế này lại bị giết tao rồi. Một vạn. Ui chết luôn kìa. Oh what the fuck. Mình có thể làm hay hơn thế mà. Ôi nó quá heo rồi đấy. Quả đấy mình không nhảy trượt là mình chết rồi. Mà đời nó như mơ. Có một con nào. Chỉ có con đấy thôi em. Chỉ có con đầu xít là nó mạnh lên thôi. Chứ còn mấy con này yếu lắm. Chết. Đây, cái này vứt sao rồi. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Thề đúng cute luôn đấy. Nó mini. Mình không biết anh em có cái sở thích mà nhìn những cái con thú nó rất là bình thường không. Nhưng mà nó kiểu nó nhỏ. Khi nó sơ sinh hay nó baby thì nó đáng yêu vai. Mẹ. Sao mình tưởng mỗi mình nhìn thấy nó chứ. Thằng nào bắn đang. Cay thế nhỉ. À đây lại cái thằng vừa đây này. Cận chiến. Ủa, nó chém nhất thằng này. Mẹ thằng này bọn này đánh khổ báo vậy. À đây mình sẽ chơi cái này. Wiu. Ôi giời bố. Đâu có đi. Mẹ yếu thế. Yếu quá, mình không biết làm sao để giết được cơ. Kể ra mà nó có khả năng chặn do thì cũng ok đi. Bởi vì nó bắn liên tục mà. Thì chặn rất là ổn. Và nó vừa yếu nó còn méo chặn do. Nó hiểu. Trời ơi, nghe thì tôi mà không chạy được. Sao có thể nó làm vũ khí mà nó khắm lọ nhỉ? Đau đầu thật. Ui, cái đồ to hẹo rồi. Đã thầm du cho này. Mày cứ bán tao đi. Ui chém đau quá. Ba. Ba là chém một phát mình gần chết luôn.
Mình sẽ chơi mà quyết tâm giết thằng đấy. Em yên tâm. À, chuyển thời gian súng chơi mình luôn. Mày liều đấy. Đây, mình sẽ cứ giết thằng này. Mày chạy đâu? Mày chạy đâu? Mày chạy đâu? Ấy. Mày, mày chạy, mày chạy, mày chạy, mày chạy. Mà! Cái gì? Để lại này. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Có thằng đến đâu mình? Ủa. Thật luôn. Thế mày thì chịu rồi. Ê, nhìn có đấu xít kìa. Hay có đấu xít để khác ta. Ấy, nhiều cái đồ xịt kìa nhìn đã. Nhiều cái đồ xịt kia xịt hơn hẳn đúng không? Thế nào? Mình sẽ cố gắng giết bằng một kill bằng cái này đi thôi. Ôi dồi, bắn đây bắn tầm nó gần quá. Thôi mình chịu rồi, thôi ok, cảm ơn anh em rồi, mình không biết làm thế nào hơn với khẩu này nữa. Khó bắn quá. Bye bye. Nhớ like của mình nha.